loạt nhân sự mới được điều động bổ nhiệm ở Trung ương Đoàn. Ngày 5 tháng 9 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức lễ chào tháng 9. Dự chương trình có anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn. Tại buổi lễ, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Ngô Văn Cương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự được bổ nhiệm phân công nhiệm vụ mới. Cụ thể, anh Cảnh Chí Quân, chuyên viên Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn. Anh Đặng Quang Hưng, chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn. Anh Hoàng Thái Nam, Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn, chuyên viên Phòng Tổng hợp Thi đua Văn phòng Trung ương Đoàn, được phân công điều động sang công tác tại Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn và bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn. Anh Vũ Gia Dân, Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn, chuyên viên Phòng Tổng hợp Thi đua Văn phòng Trung ương Đoàn, được phân công điều động sang công tác tại Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn và bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn. Anh Nguyễn Hoàng Sơn, Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn, chuyên viên Phòng Tổng hợp Thi đua Văn phòng Trung ương Đoàn, được bổ nhiệm làm Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.